có thể nói laptop là một công cụ không thể thiếu của các bạn sinh viên. Laptop là công cụ đắc lực để học tập, tìm tài liệu, làm đồ án hay thuyết trình trên giảng đường đại học. Nhưng không phải bạn sinh viên nào cũng biết cách lựa chọn laptop sao cho phù hợp. Laptop TCL sẽ giải đáp câu hỏi các bạn sinh viên nên mua laptop bao nhiêu INCH. Laptop trên thế giới có rất nhiều kích thước khác nhau, nhưng tổng hợp lại có 5 loại kích thước sau là phổ biến hơn cả. Đầu tiên là laptop 12.5 INCH. Đây là kích thước nhỏ nhất trên laptop hiện tại. Hiện nay, hầu hết các nhà sản xuất đã không còn sản xuất những chiếc laptop 12.5 INCH nữa. Ưu điểm của những chiếc laptop 12.5 inch là cực kỳ nhỏ gọn. Các bạn có thể tha hồ bỏ máy vào ba lô, túi sách hay thậm chí bỏ cốp xe máy cũng được. Tuy nhiên, màn hình chỉ 12 inch là quá nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn một chiếc máy tính bảng. Theo mình, các bạn sinh viên không nên lựa chọn kích thước này, vì chúng ta sẽ không thể mở nhiều phần mềm cùng lúc. Tiếp theo, chúng ta đến với những chiếc laptop 13.3 INCH. Đây là kích thước màn hình nhỏ khá phổ biến trên laptop hiện nay. Một số chiếc laptop 13.3 INCH rất nổi tiếng và phổ biến trên thế giới có thể kể đến, như MacBook Air, Dell XPS 13, hay HP Envy 13. Chúng ta vẫn có một kích thước nhỏ gọn thường thấy. Với một màn hình nhỏ chúng ta sẽ có được khả năng hiển thị sắc nét hơn, dù cho độ phân giải không quá cao. Khả năng làm việc cũng không phải quá tốt nhưng cũng là đủ cho các bạn sinh viên. Đây có lẽ kích thước mình thấy tối ưu nhất cho các bạn sinh viên. Laptop 14 inch sẽ cân bằng tốt nhất giữa không gian làm việc và kích thước nhỏ gọn. Với kích thước này, chúng ta vẫn sẽ có thể làm việc thoải mái, đọc được nhiều thông tin hơn. Và các bạn sinh viên cũng có thể mang theo chiếc máy này di chuyển không quá khó khăn. Laptop 15.6 có thể coi là kích thước được ưa chuộng nhất hiện nay. Những chiếc laptop có cấu hình mạnh thường sẽ sử dụng kích thước này. Tuy nhiên, kích thước to đồng nghĩa với việc cân nặng và kích thước cũng sẽ lớn hơn. Với kích thước lớn, các nhà sản xuất có thể nhét nhiều thứ hơn như cấu hình mạnh mẽ, khả năng nâng cấp mở rộng, ưu điểm là không gian làm việc rộng rãi, giải trí xem phim, chơi game sướng hơn. Nếu xét về kích thước 13 thì laptop 17.3 cũng không quá được ưa chuộng và hầu như không còn được sản xuất. Chúng ta sẽ chỉ thường bắt gặp kích thước này trên những chiếc laptop gaming hay mobile workstation. Những chiếc máy này sinh ra để phục vụ một số lượng người dùng nhất định, như game thủ hay các nhà thiết kế đồ họa, kỹ thuật. Nhược điểm rõ ràng là có cân nặng và kích thước lớn hơn hẳn, không quá phù hợp với các bạn sinh viên cần di chuyển nhiều. Vậy liệu có phải kích thước màn hình càng to càng tốt không? Điều này không thực sự chính xác. Chất lượng của một chiếc màn hình không nằm ở kích thước của nó. Điều làm nên một chiếc màn hình tốt là độ phân giải, chất lượng tấm nền của màn hình. Độ phân giải màn hình theo xếp hạng từ thấp đến cao là HD, Full HD, 2K và 4K. Độ phân giải Full HD trên một chiếc màn hình 13 inch chắc chắn sẽ sắc nét hơn so với trên màn hình có kích thước 15 inch. Vì thế không thể nói màn hình càng to thì càng tốt được. Để trả lời câu hỏi sinh viên nên mua laptop bao nhiêu INCH thì chúng ta phải chia ra theo ngành học. Lý do là bởi các ngành học khác nhau sẽ có các nhu cầu về laptop khác nhau, nên yêu cầu đối với kích thước của một chiếc laptop cũng không giống nhau. Với các bạn sinh viên kinh tế, marketing, sư phạm, ngoại ngữ, báo chí thì chúng ta không quá cần thiết mở quá nhiều cửa sổ làm việc cùng lúc. Thay vào đó, một chiếc laptop gọn nhẹ sẽ là lựa chọn tuyệt vời để các bạn có thể mang đi lại dễ dàng. Vì vậy, laptop có kích thước 14 sẽ là lựa chọn tối ưu nhất cho các bạn sinh viên kinh tế, marketing, sư phạm, ngoại ngữ, báo chí. Laptop có kích thước lớn như 15.6 hay thậm chí là 17 sẽ phục vụ tốt hơn cho các bạn sinh viên kỹ thuật, lập trình, thiết kế. Lúc này, không cần phải ưu tiên độ cơ động vì chúng ta hầu như sẽ để máy ở một chỗ để làm việc ổn định. Đổi lại kích thước màn hình lớn sẽ là công cụ đắc lực khi học tập và làm việc trên nhiều cửa sổ cùng lúc. Còn bạn thấy kích thước laptop nào là phù hợp nhất với các bạn sinh viên? Hãy để lại comment ở phía dưới cho mọi người cùng biết nhé! Nếu thấy video này hữu ích đừng ngại để lại cho chúng mình một like và một subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại!